xin chào đại gia đình Clarity của Thảo, Thảo quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì Thảo sẽ dẫn mọi người đi làm một điều khác đi so với mọi khi. Đấy là mình sẽ đi xỏ khuyên. Đây là mi béo. Bình thường mọi người biết đấy, mình rất là thích xỏ khuyên. Thế nhưng mà mình cũng là một đứa khá là sợ đau. Ở cái phòng xỏ hôm nay mình sẽ đi, đấy là phòng xỏ của Cockstock. Và đây là một phòng xỏ mới. Nghe đồn là rất xịn. Thế nên là mình muốn cho mọi người đi xem thử và đi cùng mình luôn. Vì có rất là nhiều bạn hỏi Thỏ về cái quá trình xỏ khuyên của mình, với cả quá trình giữ gìn khuyên xỏ. Thế mình nghĩ rằng là cái video hôm nay mình sẽ tổng kết lại tất cả mọi thứ để giải đáp các thắc mắc của mọi người luôn. Bây giờ chúng mình cùng đi nhá. Lâu lắm rồi mình không có một cái khuyên nào mới cả. Từ hồi mình xỏ cái khuyên cuối cùng là cái khuyên mũi này từ đợt ở trong Sài Gòn cách đây 2 năm. Ô, mình đã đến chỗ xỏ khuyên rồi, lâu lắm rồi không đi xỏ khuyên, cảm giác kiểu hồi hộp vãi. Đây là cái chỗ mà mình sẽ xỏ. Đây là cửa hàng Cockstock ở Tam Khương. Mà thật ra là mình, lúc mà mình hỏi các bạn ấy là kiểu nên đi xỏ khuyên ở đâu ấy, thì rất là nhiều bạn chỉ mình ra cái chỗ này. Đây là mình sẽ đến đây xỏ. Trông to phết nhở, rộng rãi dã man luôn. Cửa hàng siêu to luôn ấy. Mát rượi luôn. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they... Chị muốn cho khuyên vành em ạ. Bây giờ thì chị nên chọn những cái mẫu khuyên, nó là khuyên thẳng và nó có được hai đầu bi chơi được này. Thì xỏ bằng những khuyên này thì mình nghĩ là những khuyên là tốt nhất cho tay của mình. Thứ nhất là dễ vệ sinh, cái thứ hai là nó sẽ tránh nghiêm sưng hơn so với những khuyên khác. Còn em sẽ không những xỏ khuyên vòng và khuyên thêm rút nhé, tại vì là xỏ khuyên vòng ấy chắc chắn là nó thấy sưng, cái nữa là rất lâu lành gấp 3 lần so với những khuyên chân thẳng này. Thì chị cũng kiên chọn những mẫu khuyên như này. Các bạn lấy một cái mẫu khuyên mà có hai đầu tròn đi cho nó dễ xỏ, nó đẹp nữa. Hiện tại thì bọn em đang có cả màu đen và màu bạc. Chị thích màu bạc không? Đây là chiếc khuyên của mình chọn. Thế nên nó có nhũ ở đây ạ. Ờ, một đầu nhũ, một đầu không nhũ. Bây giờ mình sẽ lên gác để xỏ khuyên. Ở cái địa chỉ này mình thấy rộng hơn mình tưởng ấy. Đây là lần đầu tiên mình đến đây luôn. Đây là hai phòng xỏ riêng biệt. Khép kín nhờ. Hai phòng luôn. Rộng phết. Vậy như phòng xỏ ở đây còn rất là mới. Thế nên là kiểu thơm mùi gỗ ấy mọi người. Thơm mùi đồ mới, dễ chịu. Phòng xỏ rất là private luôn, kiểu kín, không ai nhìn được vào cả. Ngày xưa mình đi xỏ ở các chỗ khác ấy, mình rất là ghét cái việc là kiểu tất cả mọi người ngồi chờ xung quanh cùng ngồi nhìn mình xỏ khuyên ấy. Cảm giác rất là kỳ luôn, mà kiểu cực kỳ hồi hộp luôn, tại vì quá nhiều người nhìn, thế là mình cũng bị sợ nữa. Mình thích những cái chỗ mà nó kín như thế này để không ai nhìn thấy mình cả. Xinh nhở, giống như đi spa vậy. Đây, khi mọi người đến xỏ thì mọi người sẽ được phát cho một cái tờ hướng dẫn cơ thể trước và sau khi xỏ khuyên, cực kỳ chi tiết và cực kỳ đầy đủ luôn, hai mặt luôn. Đây là chỗ mà mình thấy cái tờ hướng dẫn nó chi tiết nhất từ trước đến nay luôn. Bình thường các bên khác họ chỉ cho mình một cái tờ nốt rất là nhỏ ấy, chứ không hề có hướng dẫn cụ thể như này. Kiểu rất là chuyên nghiệp luôn ấy này, giống như kiểu đi bác sĩ. With my coffin, money clip I toss it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action, bitch I'm active. If he never heard of being dope, he just napping. Jackson's off the rapping, keep it on my body, bitch. I'm broke if you asking. Don't got a ceiling, mostly all is flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it, cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life. Tất cả các lỗ tai này của mình hầu hết là bấm. Mà các bạn biết hàng bấm khuyên tai nó như nào rồi đúng không? Ngồi ở cổ gỗ ấy, xong rồi đi vào mấy cái hàng bán khuyên tai ở đấy, xong kiểu ngồi xuống một cái ghế nhựa, xong người ta bấm cho ấy, trông kiểu cực kỳ mất vệ sinh luôn. Tất cả những cái chỗ mà xỏ khuyên thì nó sẽ kiểu vệ sinh hơn, cảm giác an toàn hơn. Nhất là những khi mà mọi người xỏ những cái chỗ khó hơn, ví dụ như là ở mũi chẳng hạn, hoặc là ở môi, ở lưỡi. Trời ơi, những cái chỗ đấy mà mọi người xỏ những chỗ kiểu không uy tín, không sạch sẽ, không đảm bảo thì nó rất là dễ bị nhiễm trùng ấy. Đấy là lý do vì sao mà mọi người nên cẩn thận lựa chọn những cái chỗ xỏ khuyên cho mình. Ừ, mình xỏ vành mi béo sẽ cầm máy xỏ phần nào cho tay xỏ
định sỏ ở giữa cái cằm này. Thế thì nó sẽ nó sỏ nhưng mà nó sẽ hơi sát vành, với cả nó sẽ hơi kẹp những cái nhau đó, nó sẽ không đều, nó sẽ hơi khó đúng không? Thế thì cho hai cái phía trên đi, cho nó thoáng đi, cho nó dễ. Thật ra ngày xưa tớ bấm ở đây rồi nhưng bấm nó nhanh tịt lắm, dễ tịt hơn sỏ. Ở trong này thơm mùi gỗ ấy nên là không bị kiểu sợ ấy. Còn bình thường các chỗ sỏ khác tớ vào nó sụp sát trùng và làm tớ sợ. Có thể nằm xuống được, không chọn được tư thế nằm đứng thoải mái rất là thôi ngồi đi, ngồi đi cho nó đỡ hồi hộp, nằm xuống hồi hộp. Tớ biết là bằng khuyên này rồi thì mình sẽ không làm thay ra nhé. Trong tớ kiểu một tháng nữa đầu tiên nhé. Đeo khuyên mà thì đau hơn một tí. Ừ đúng không? Nếu mà càng kiểu càng run càng sợ thì càng. Thế nên là thực ra những cái chỗ mà sỏ mà cái phòng này nó kín, ít người nhìn thì mình sẽ đỡ run hơn và thế nó sẽ không đau. À, thế có sỏ ở đâu mà kiểu phòng public luôn à? Tất cả những cái chỗ tớ sỏ phòng nó đều public ấy, tức là nó là một cái cửa hàng rộng như này này. Xong rồi cái chỗ ngồi sỏ nó là một cái giường ở trong cái cửa hàng đấy thì tất cả những người xung quanh đều có thể nhìn được. Không, tớ thì cứ nghĩ là ở đâu cũng sẽ là một phòng sỏ riêng nữa. Không, không là mình sẽ hơi sát vào tai đúng không? Thế là khi vệ sinh ấy, còn phải đẩy cái khuyên lên như này. Đẩy lên nhá, để hợp phần thân khuyên ra. Sẽ bông tăm và lau. Lau bằng nước muối nhá, đằng sau cũng như vậy. Thì cậu sẽ vệ sinh bằng cả nước muối và cồn đỏ. Sẽ sử dụng cồn đỏ sau khi dùng nước muối. Đúng rồi. Mỗi ngày cậu vệ sinh tối thiểu 2 lần trước tới nhá. Một lần thì vệ sinh sau khi tắm luôn để nó đi hết những cái xà phòng ở trong tai mình. Tóc của mình cũng lên thường xuyên buộc cao nữa. Nó sẽ tốt cho nó sỏ hơn. Tay mình không sờ này nhá. Hiện tại nó sờ vào là nó kích thích cái lỗ sỏ ấy. Đấy. Còn sau khi sỏ khoảng 1-2 tiếng đầu nó sẽ đóng ra nhá. Xong rồi sau mình sẽ đi được. Thế còn ví dụ nếu tổng một thay khuyên thì khoảng bao lâu nữa thì sẽ thay khuyên được? Cái lỗ này là phần cứng mà, nên là mình sẽ phải để tối thiểu 1 tháng rưỡi nhá. Đấy, nếu mình chăm sóc nó cẩn thận. Và khi thay thì cậu cũng không nên tự làm. Có thể qua một cái kiểm tra để thay. Tớ sẽ qua đây để thay khuyên. Sau 1 tuần cậu đều đến kiểm tra lại nhá. Nhanh đã mang lên đi. Tớ sẽ đưa nước muối vào cồn đỏ cho mình vệ sinh. Đây là cái cồn đỏ. Đây là cồn đỏ để mình vệ sinh. Nói chung là mình thấy rất là nhanh luôn mà kiểu không đau một tí nào ấy. Với cả là bạn ấy cứ đừng nói chuyện với mình từ đầu buổi đến cuối buổi. Thế là mình cũng quên luôn. Thank you cậu nha. Hello mọi người, mình đã ở trong Sài Gòn rồi và đã vài ngày kể từ cái ngày mà mình sỏ khuyên. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem là cái cách mà mình vệ sinh cái khuyên sỏ của mình nó như thế nào. Thì mình sẽ có ở đây là bông tăm và một lọ nước muối này, lọ cồn đỏ mà bên Costco đã đưa cho mình sau khi sỏ. Thì đây là những cái dụng cụ mà mọi người sẽ cần để vệ sinh cái lỗ khuyên sỏ của mình. Thì mình sẽ lấy thẳng cái chai nước muối này, mình nhỏ thẳng vào cái lỗ khuyên sỏ của mình như thế, cả đằng trước cả đằng sau cho nó thật là sạch. Sau đó thì mình sẽ nhỏ một ít vào cái bông tăm này, đẩy cái khuyên lên nhá và lau xung quanh. Sau khi mà mình rửa sạch bằng nước muối rồi thì mọi người sẽ chuyển sang sử dụng cồn đỏ. Đó, mọi người sẽ đổ một ít ra bông tăm và tiếp tục lau xung quanh. Đó, lau xung quanh cái lỗ sỏ của mình cả đằng trước cả đằng sau. Và mọi người nên chú ý rằng là cái lỗ sỏ này của mình ý, thì nó phải, cái khuyên tai này nó phải xoay được. Còn nếu mà nó không xoay được ấy thì tức là mọi người vệ sinh nó chưa sạch sẽ thì nó rất là dễ bị mưng mủ và nhiễm trùng. Nên mọi người cần phải vệ sinh cái lỗ sỏ cực kỳ cẩn thận. Này, cái lỗ phía trên của mình ngày xưa là mình bấm, còn cái lỗ dưới này là mình sỏ. Mình thấy là bấm khuyên nó sẽ lâu lành hơn, còn sỏ khuyên thì nó sẽ lành nhanh hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình nhớ cái lỗ trên này của mình này, mình mất nửa năm trời không nằm nghiêng được, tại vì đau, rất đau và bị nhiễm trùng và nó mưng mủ. Và cái lỗ đấy nó quá là nhỏ nên nó dễ tịt. Ngày xưa mình đã bị tịt mất một lỗ ở bên này. Và cái lỗ sỏ này thực chất là một cái lỗ bấm ngày xưa mình đã tịt rồi và lần này mình quyết định sỏ lại. Cái lỗ sỏ này mới chỉ có khoảng gần một tuần thôi mà mình đã thấy là nó khá là lành. Nó không bị đau, cũng không hề mưng mủ, cũng không bị sưng tấy một tí nào cả. Thỉnh thoảng nếu mà có người đụng vào hoặc là chạm vào thì nó sẽ hơi đau một tí, nhưng mà nó ít đau hơn là hồi mình bấm khuyên rất là nhiều. Hơn thế nữa là cái chỗ mà mình sỏ mình thấy là các bạn ấy vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, trông rất là an toàn, sạch sẽ, sát trùng đàng hoàng. Và bạn nhân viên bạn đeo găng tay cực kỳ an toàn luôn. Một cái điểm mà mình thích ở cái cơ sở đấy là các bạn nhân viên rất là nice và tư vấn khá kỹ, kể cả cái việc là mình phải kiêng như thế nào này, mình phải rửa cái vết thương của mình ra sao, sát trùng như thế nào.
thì các bạn ấy cũng nói kỹ hơn tất cả những cái chỗ khác mà mình đã từng xỏ, ngày xưa mình xỏ mũi này, thì mình thấy rằng là các bạn nhân viên ở những chỗ khác không được kỹ tính lắm, tức là kiểu các bạn hơi thờ ơ ấy. Mình xỏ hai lần mũi, một lần ở trong Sài Gòn, sau đấy mình bị tịt vì mưng mủ, và sau đấy mình xỏ lại một lần ở Hà Nội. Ngoài ra thì có những thứ các bạn nên kiêng ăn, ví dụ như là ăn thịt ngan này, ăn thịt gà này, và đặc biệt là ăn rau muống, tại vì rau muống nó dễ làm cho mình bị sẹo lồi. Cũng không nên đụng chạm vào cái vết khuyên này quá nhiều, trừ phi là lúc các bạn vệ sinh. Và các bạn nhân viên có dặn mình là nên buộc tóc cao lên để tránh tóc của mình nó kiểu có nhiều vi khuẩn, xong nó cứ đụng qua đụng lại vào cái lỗ sò của mình, nó cũng không vệ sinh lắm. Và mình cũng không nằm nghiêng về phía bên này nữa, mình chỉ nằm nghiêng ở phía bên này thôi cho đến khi nó lành. Sẽ mất thời gian đấy mọi người ạ, chắc chắn là mất thời gian rồi. Nhưng mà đấy là những gì mà mình làm để giữ gìn cái vết sò khuyên của mình. Và mình hy vọng rằng là những cái kiến thức và những cái review của mình ngày hôm nay sẽ có ích cho mọi người, nhất là những bạn đang quan tâm về vấn đề sò khuyên. Sò khuyên ở trên sụn này nó sẽ lành lâu hơn là ở phần dưới này, nên là nếu mà bạn kiểu sợ đau hoặc là bạn không chịu được thì bạn không nên sò phía trên này hoặc là những cái phần ở sụn, nó sẽ lành rất là lâu. Và các bạn đừng tự ý tháo và thay khuyên khi mà nó chưa lành nhé. Nếu mà bạn muốn thay để muốn tháo hoặc muốn kiểm tra cái lỗ sò của mình thì tốt nhất là hãy quay lại cái cơ sở đã sò khuyên cho bạn để các bạn ấy kiểm tra thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ thì có lẽ là Thảo sẽ xin phép kết thúc video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video làm đẹp lần tới nhé. Xin chào tạm biệt.